Cáo trạng mới với ông Trump bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bão san san khủng khiếp như thế nào mà khiến hàng triệu người dân Nhật Bản phải sơ tán? Canada vào top 4 nước phát thải carbon nhiều nhất thế giới. Vì sao? Cuộc chạy đua đưa vaccine bại liệt tới trẻ em Gaza khi ông Trump tưởng chừng đã có thể bỏ lại sau lưng vụ án lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, công tố viên đặc biệt đưa ra động thái mới có thể tác động tới cuộc đua vào Nhà Trắng. Với việc tung ra bản cáo trạng mới để cứu vãn vụ án của mình, công tố viên đặc biệt Jack Smith ngâm thể hiện quyết tâm đưa cựu Tổng thống ra chức công lý, kể cả tòa án gần như chắc chắn sẽ không thể đưa vụ việc ra xét xử trước ngày bỏ phiếu bầu cử Mỹ trong tháng 11. Diễn biến mới nhất cũng tiếp tục nêu bật khoản lợi ích to lớn mà ông Trump sẽ nhận được nếu đắc cử Tổng thống không những ông được trở lại chức vụ cao nhất của nước mỹ mà còn có thẩm quyền vô hiệu hóa vụ án của ông smith và các vụ án khác vậy cáo trạng mới có nội dung gì các dữ kiện và bằng chứng mà ông smith nêu ra trong bản cáo trạng không thay đổi vẫn cáo buộc ông trump có âm mưu lừa đảo cơ quan kiểm phiếu phá hoại cản trở quá trình chứng nhận chiến thắng của ông joe biden cáo trạng còn cho rằng ông trump đã lập mưu xâm phạm quyền cơ bản của công dân mỹ là bỏ phiếu nhưng để tuân thủ phán quyết của tòa án tối cao ông smith đã loại bỏ những câu chữ quy kết ông trump có hành vi sử dụng bộ tư pháp để tuyên truyền cáo buộc gian lận bầu cử sai sự thật của mình thay vào đó ông smith đổi cách diễn đạt để thể hiện hành vi của ông trump là một ứng cử viên đang tranh cử chứ không phải là một vị tổng thống đang thi hành công vụ dù vậy ông smith vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại thẩm phán thụ lý vụ việc bà taina kuchan hiện sẽ diễn giải phán quyết của tòa án tối cao để xác định xem những bằng chứng nào được phép đưa vào hồ sơ trong quá trình ấy, đội ngũ luật sư của cựu tổng thống chắc chắn sẽ tận dụng triệt đề quyền kháng cáo nhằm trì hoãn tối đa tiến trình vụ án. đồng thái mới nhất của ông Smith ngay lập tức mở ra một khía cạnh khác trong cuộc đối đầu giữa cựu tổng thống với ứng viên đảng dân chủ bà Kamala Harris. Một lần nữa, vấn đề trách nhiệm hình sự của ông Trump chiếm trọn tâm trí cử tri sau khi hàng loạt rắc rối pháp lý của cựu tổng thống tưởng chừng đã pha nhạt. Dù vụ án không có khả năng được đưa ra xét xử trước ngày bỏ phiếu, chỉ cần ông Smith có động thái cố gắng tổ chức lấy lời khai thì đều có thể tạo ra làn sóng truyền thông ngoáy sâu vào các tội danh mà ông Trump bị cáo buộc thực hiện. Với hầu hết ứng viên khác, việc bị truy tố giữa đường tranh cử Tổng thống sẽ là vết nhơ không thể của sạch. Nhưng ông Trump đã tận dụng chính chuyện đó để nạp thêm năng lượng cho chiến dịch tranh cử của mình, đặc biệt là trong cuộc bầu cử sâu bộ của Đảng Cộng Hòa. Những tuần gần đây, ông Trump đã phải chật vật tìm cách thúc đẩy chiến dịch tranh cử của mình, chữ ứng viên mới của đảng dân chủ. Những rắc rối pháp lý của cựu tổng thống vốn cũng không phải là trọng tâm của đường đua vào Nhà Trắng trong thời gian qua. Nhưng ngay sau khi ông Smith tung ra các cáo buộc mới, phản xạ có điều kiện của ông Trump dường như lập tức được kích hoạt. Ông Trump tiếp tục nói về chuyện mình là nạn nhân của bộ tư pháp Mỹ dưới thời ông Biden, cựu tổng thống cáo buộc ông Smith vì tuyệt vọng nên đã cố gắng hồi sinh cuộc săn phù thủy đã chết. Ông cũng cho rằng bản cáo trạng được điều chỉnh là hành động can thiệp bầu cử để đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi những thảm họa mà bà Kamala Harris đã gây ra cho nước Mỹ. Cơn bão San San rất mạnh đổ bộ vào Nhật Bản ngày 29 tháng 8, trên đường di chuyển về phía Nhật Bản, cơn bão này đã có quá trình hình thành mắt bão thành công. Việc bão San San thay thế thành mắt bão có ý nghĩa như thế nào? Theo trang Fox Weather, các cơn bão mạnh lên thành mắt bão. Vòng mây rộng bao quanh mắt bão, nơi có điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất như mưa lớn gió mạnh trở nên dữ dội, cho đến khi nó đạt được sức mạnh tối đa với khả năng hiện có. Ở thời điểm này, một mắt bão mới có thể bắt đầu hình thành bên ngoài thành mắt bão cũ, cắt đứt nguồn năng lượng mắt bão mới bên trong và cuối cùng sẽ khiến thành mắt bão cũ sụp đổ. Kết quả là cơn bão có một thành mắt bão mới có bán kính lớn hơn nhưng tạm thời có cường độ yếu hơn, vì vậy sức gió tối đa của cơn bão có thể cũng giảm một chút. Tuy nhiên, sau đó thành mắt bão mới có thể phục hồi và cơn bão lấy lại sức mạnh, đôi khi trở nên mạnh hơn trước thời điểm thay thế thành mắt bão. Trong trường hợp của bão San San, quá trình thay thế thành mắt bão đã khiến nó yếu đi một chút, với sức gió giảm từ 215 km/h vào ngày hôm qua xuống còn 195 km/h vào sáng nay bão giảm cường độ nhưng lại có thể tồn tại lâu hơn và rất khó lường. Dù sao sức gió như trên vẫn rất khủng khiếp. Cụ thể bão San San đã đổ bộ vào đảo Kuchu, miền nam Nhật Bản với sức gió giật lên tới 252 km h gây ra mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến cơn bão, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo khẩn cấp hiếm hoi về cơn bão San San, gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở hầu hết đảo Kuchu, hòn đảo chính cực nam của đất nước. Dự kiến lượng mưa lớn kỷ lục sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ tàu cao tốc tạm dừng hoạt động và các công ty lớn như nhà sản xuất ô tô Toyota cũng buộc phải đóng cửa các nhà máy do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng dự đoán lượng mưa là 1.100mm trong vòng 48 giờ tính đến sáng ngày 30 tháng 8, đồng thời ban hành cảnh cáo đặc biệt cao nhất về các cơn bão dữ dội. Sóng và thủy chiều cao ở một số khu vực thuộc vùng Karoshima của Kyushu khuyên cáo 56.000 người dân tại đó phải sơ tán. Chính phủ Nhật Bản hôm 29 tháng 8 đã phải cảnh báo siêu bão có thể gây ra tình huống đe dọa tính mạng đối với người dân sinh sống tại các thị trấn tỉnh Oita của tỉnh Kujutsu. Khuyên cáo sơ tán cấp độ 4 đã được áp dụng cho tất cả người dân ở đảo Kujutsu với dân số lên tới 3,7 triệu người. Văn phòng chính quyền địa phương ở tỉnh Kujutsu cho biết tính đến sáng ngày 29 tháng 8, thống kê ghi nhận ít nhất một người đã mất tích và hàng chục người khác đã bị thương trên khắp hòn đảo. Đầu tuần này, ba người khác cũng đã thiệt mạng trong một vụ lở đất do siêu bão San San gây ra. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, bão San San có thể sẽ suy yếu khi di chuyển chậm về phía Bắc qua Kyushu. Tâm bão cách thành phố Sasebo khoảng 150 km, tương đương với 90 dặm về phía Đông Nam. Sau khi đi vào đất liền với tốc độ gió lên tới 185 km h dự báo cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển chậm về phía Tây Nam Nhật Bản trước khi đi vào các khu vực trung tâm vào cuối tuần hoặc đầu tuần tới. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của cơn bão, Nhật Bản có thể phải đối mặt với lượng mưa lớn trên diện rộng, trong đó có khu vực ở Shikoku và Honshu, dự kiến sẽ có lượng mưa trên 0,5m. Theo nghiên cứu của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, số vụ cháy rừng kỷ lục năm ngoái đã khiến Kara trở thành một trong bốn quốc gia có lượng phát thải khí carbon lớn nhất trên thế giới. Điều này cũng gây hoài nghi về khả năng thu giữ và lưu trữ lượng lớn CO2 trong tương lai của các khu rừng ở nước này. Nhóm nghiên cứu của NASA đã sử dụng dữ liệu quan sát của các vệ tinh cùng công nghệ tính toán tiên tiến để đo lượng khí thải carbon từ các đám cháy xảy ra trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2023. Kết quả cho thấy cháy rừng trong giai đoạn này đã thải ra 2.371 triệu tấn carbon, khiến Canada xếp thứ tư trong số các nước phát thải carbon nhiều nhất trên thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Lượng khí thải từ các vụ cháy rừng ở Canada trong thập kỷ qua dường như dao động từ 29 đến 121 triệu tấn. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch cũng đang dẫn đến điều kiện thời tiết khô hơn và nóng hơn, gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Rừng phương Bắc của Canada, một vùng đất rộng lớn trải dài từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, chứa một lượng lớn CO2. Khi những khu rừng bị cháy mọc lại trong nhiều thập kỷ, lượng CO2 do rừng thải ra thường được tái hấp thụ Tuy nhiên, sự gia tăng quy mô về số lượng các vụ cháy rừng hàng năm trong thời gian qua, cùng với tình trạng hạn hán ở một số khu vực, có thể khiến rừng mất nhiều thời gian hơn để phát triển trở lại, từ đó có thể ngăn cản sự hấp thụ carbon của rừng. Theo nghiên cứu, thời tiết khô nóng sẽ trở thành hiện tượng bình thường vào năm 2050 và có nguy cơ làm gia tăng các vụ cháy rừng, qua đó có thể tác động đến khí hậu toàn cầu. Tình trạng cháy rừng ở Canada từ đầu năm đến nay tuy đã dịu bớt nhưng vẫn còn nghiêm trọng ở một số nơi, trong đó có thị trấn du lịch Jasper ở phía tây Canada bị phá hủy một phần vào tháng 7 vừa qua. Sau khi 6 mẫu nước thải lấy ở Gaza vào cuối tháng 6 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus bại liệt, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo hàng trăm nghìn trẻ em tại Gaza sẽ phải đối mặt với dịch bệnh bại liệt nguy cấp nếu như vaccine ngăn ngừa không đến kịp. Hiện tại hơn 1,2 triệu vaccine bại liệt dạng uống đã đến với Gaza và dự kiến sẽ có thêm hàng triệu liều nữa trong những ngày tới. Mục tiêu là hoàn thành phân phối cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi với hai liều cho một trẻ. Đến hiện tại, các cuộc thảo luận về lệnh ngừng giao tranh vẫn đang diễn ra. Ngày dự kiến bắt đầu uống và tiêm vaccine là ngày 31 tháng 8, nếu điều kiện cho phép ngay cả khi có một lệnh tạm dừng nhân đạo việc vận chuyển vaccine đến gaza chỉ là khởi đầu của một chiến dịch đầy trở ngại tổ chức y tế thế giới chịu trách nhiệm phê duyệt vaccine tiến hành giám sát và xét nghiệm tại chỗ các trường hợp nghi mắc bệnh bại liệt ở người và môi trường unicef nhận nhiệm vụ mua và cung cấp vaccine cùng vật tư làm lạnh và dẫn đầu một chiến dịch nâng cao nhận thức cho người dân unicef sẽ chia sẻ thông tin về những người có thể được tiêm vaccine ở đâu và tại sao phải tiêm loại vaccine này thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và tờ rơi Điều quan trọng là phải thuyết phục được các gia đình cảm thấy an tâm khi đi ra ngoài để tiêm vaccine. Khi chiến dịch nâng cao nhận thức tiến triển, vaccine sẽ được phân phối đến 10 cơ sở y tế và tối đa 100 điểm y tế lưu động trên khắp giải Gaza. Đối với Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất là bảo vệ vaccine trong nhiệt độ chuẩn, nếu không chúng sẽ bị hỏng. Điều này đòi hỏi phải có hộp đá, tủ lạnh di động, máy phát điện, tấm pin mặt trời và nhiên liệu. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng sẽ đi vào một khu vực đang phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng dai dẳng kể từ tháng 10, khi chính quyền Israel cắt nguồn cung cấp đường ống dẫn và đóng cửa nhà máy điện địa phương. Các tổ chức viện trợ đã cố gắng bổ sung nguồn cung đang cạn kiệt bằng cách đưa nhiên liệu vào. Tuy nhiên, một báo cáo của Oxfam International vào tháng 7 cho biết, trung bình chỉ có 1 phần 5 nhiên liệu cần thiết cho các hoạt động của các dịch vụ quan trọng trên khắp Gaza được phép vượt qua biên giới.